Với cây mai như xe bọc thép, rùa cá sấu có vẻ phù hợp với phòng thủ hơn là tấn công, nhưng đừng để nó đánh lừa. Với khứu giác thị giác và xúc giác nhạy bén, rùa cá sấu là một mối đe dọa cực lớn, nó chỉ cần chọn được vị trí đẹp để trinh sát. Thực đơn của nó gồm tất cả những gì băng qua con đường nó đi, như cá, bò sát, các loài gặm nhấm nhỏ và xác thối. Nhưng rùa cá sấu thích nhất là loài cá ăn ấu trùng mỗi ngày. 40 triệu năm tiến hóa đã trang bị cho nó một vũ khí bí mật. Náu mình dưới đáy sông, nó đang ở rất gần con mồi. Nó chọn mẫu phân tử trong nước và để vị giác cùng thính giác nhạy bén dẫn đường. Một khi trông thấy con mồi, nó vào chỗ và chờ đợi. Chỉ cần nó há miệng là cái bẫy đã răng. Cá ăn muỗi không thể cưỡng lại bộ phận cơ thể giống hình ấu trùng nhảy múa ở đầu lưỡi của con rùa. Con rùa lôi kéo cá đến đúng nơi mà nó muốn. Con rùa thậm chí chẳng cần phải nhìn thấy hay nghĩ gì về lũ cá. Chỉ một cái động chạm rất nhẹ của con cá sẽ kích thích phản xạ. Nó đớp mồi và nuốt con cá trong vòng chưa đến một giây. Hàm của nó đủ khỏe để nghiền nát mai của những con rùa khác. Và thiệt hại nó gây ra không hề nhỏ. Một nghiên cứu cho thấy nhiều mảnh mai rùa được tìm thấy trong ruột của 80% rùa cá sấu. Rùa táp thường, một họ hàng xa của rùa cá sấu, không phải chịu chung số phận với nó. Loài này thường triển khai một chiến lược trinh sát khác. Rùa táp thường là loài săn mồi bằng thị giác. Nó đã nhằm một con ve sầu gần khu vực tấn công. Nó chậm chạp lại gần như một con tàu ngầm để bắt con côn trùng đang không hề hay biết. Nó tính toán khoảng cách bằng đôi mắt như kính tiềm vọng và tấn công ngay khi trong tầm ngắm. Không có cái bẫy khó lường trong miệng, rùa táp thường phải dựa vào khả năng tàng hình, tùy lỗi thời nhưng rất hiệu quả và thị giác tinh nhạy. Bộ giác quan nhạy bén, khả năng tính toán thời gian chính xác, chiến thuật truy kích chủ động, và dung sai nhiệt độ tốt đã giúp cho chúng sinh trưởng tốt hơn là rùa cá sấu.